Người Á Đông chúng ta thường có cách nói rằng mất hồn hoặc khi một người đang không tập trung làm một điều gì đó sẽ bị hỏi: bạn làm gì như người mất hồn thế? Câu nói này quả thật rất chính xác. Điều này thật sự có liên quan đến cái gọi là ba hồn bảy phách của con người. Ở phương Tây, nó còn được biết đến với cái tên là Doppelganger. Ba hồn bảy phách là gì? Một người có thể tồn tại ở các nơi khác nhau. Doppelganger có nghĩa là gì? Từ này có nguồn gốc trong tiểu thuyết của nhà văn người Đức John Paul. Nửa đầu chữ double có nghĩa là song thân, nửa chữ sau là ganger có nghĩa là người quan sát. Nguyên gốc của từ này để chỉ một người đồng thời xuất hiện ở hai nơi và được người thứ ba nhìn thấy. Trong cuốn Bước chân vào biên giới của thế giới khác, chính khách người Mỹ Robert Del Owen của thế kỷ 19 đã ghi chép lại một câu chuyện người thật, việc thật. Đó là câu chuyện của Emily Sage, một nữ giáo viên dạy tại một trường nội trú nữ ở Latvia, cũng là ngôi trường thứ 19 mà cô đã chuyển đến. Nữ giáo viên kỳ lạ. Sage là một nữ giáo viên rất được các học sinh yêu mến. Hiệu trưởng và đồng nghiệp đều nhận xét năng lực làm việc của cô không có vấn đề. Chỉ có điều tất cả những nơi cô tới đều xảy ra một số chuyện kỳ quái. Năm 1845, tại trường nội trú nữ ở Latvia, cũng giống như các trường trước đó, chỉ vài tuần sau khi cô vào dạy, sự việc kỳ lạ lại xảy ra. Các học sinh cho biết đã nhìn thấy cô Sage cùng lúc tại các nơi khác nhau. Ban đầu, các học sinh còn cho rằng đã nhìn nhầm, nhưng khi sự việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến mọi người bắt đầu thấy kỳ quặc. Một lần, có 42 học sinh đang trên lớp học của một giáo viên khác. Các học sinh đều nhìn thấy cô Sage đang hái hoa ở vườn. Nhưng sau khi lớp học tan, các học sinh lại nhìn thấy cô Sage thứ hai đang ngồi trên ghế của phòng học. Còn cô Sage ngoài cửa sổ vẫn đang hái hoa. Có điều động tác của cô chậm lại, cảm giác như không còn chút sức lực nào. Có hai học sinh can đảm chạy tới, sờ vào phân thân của cô Sage. Cảm giác lúc đó như chạm vào vải. Một em không cẩn thận đã đi xuyên qua thân thể kia. Kết quả phân thân từ từ biến mất, cô Sage cũng lấy lại tinh thần. Theo mô tả của học sinh, phân thân của cô rất thật. Sau khi sự việc xảy ra, các học sinh hỏi cô Sage liệu vừa rồi cô có cảm thấy khó chịu không? Cô nói rằng cô vừa để ý thấy cái ghế của phòng học trống. Cô lo lắng giáo viên không ở trong lớp, các em học sinh sẽ không giữ trật tự. Cô cũng biết mình có vấn đề này nhờ những người xung quanh thuật lại. Nhưng bản thân cô thì chưa bao giờ nhìn thấy phân thân của mình. Sage chỉ biết mỗi lần phân thân xuất hiện, cô đều cảm thấy đặc biệt kiệt sức. Trải nghiệm của cô Sage chính là Doppelganger. Nhưng sau này từ Doppelganger được dùng để hình dung những người trông rất giống nhau nhưng không có quan hệ huyết thống. Ở phương Tây có cách nói rằng nếu một người nhìn thấy phân thân của chính họ thì rất xui xẻo. Điều đó có nghĩa là chuyện không may sắp xảy ra, có thể người đó sắp chết. Người nổi tiếng chết vì Doppelganger. Nữ hoàng đế Catherine đệ nhị từng thống trị đế quốc Nga trong 34 năm. Trước khi mất, bà đã từng nhìn thấy phân thân của chính mình. Một hôm, bà đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, thình lình một người hầu xông vào báo rằng vừa nhìn thấy một người giống hệt bà đi vào trong cung điện. Nghe vậy, bà lập tức đi đến cung điện và quả thực nhìn thấy một người có bề ngoài lẫn y phục đều giống hệt bà đang ngồi trên ngai vàng, hơn nữa khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Catherine hạ cho binh sĩ bắn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng. Kết quả phân thân của nữ hoàng dần dần tiêu biến mất. Chẳng lâu sau đó, nữ hoàng đế Catherine đệ nhị mắc bệnh qua đời. Không chỉ nữ hoàng của đế quốc Nga, ngay cả tổng thống thứ 16 của Mỹ, Abraham Lincoln, trước khi bị hại, cũng nhìn thấy linh hồn phân thân của mình. Chuyện xảy ra vào trước khi kết quả bầu cử tổng thống được tuyên bố. Lúc đó, ông đang ngồi nghỉ trên ghế sofa thì nhìn thấy hai hình ảnh của bản thân. Trong đó có một hình ảnh hơi chút tái nhợt. Khi ông đứng lên và ngồi xuống, một hình ảnh không còn thấy nữa. Lincoln đã kể sự việc này với vợ. Vợ ông cảm thấy đây không phải là điềm tốt và quả nhiên không lâu sau ông đã bị ám sát. Những nhân vật trong đây đều gặp chuyện không may sau khi nhìn thấy linh hồn phân thân của mình. Liệu linh hồn phân thân có phải là điềm báo trước vận rủi? Theo giải thích của các nhà khoa học, đó là do tác dụng bên trong đại não khiến cho người nhìn thấy phân thân sinh ra cảm giác huyễn hoặc. Tuy nhiên, cách nói này cũng không thật khoa học, đặc biệt là khi sự việc này liên quan tới nhiều nhân chứng. Nhưng nếu dùng khái niệm ba hồn bảy phách của Đông y cổ đại thì điều này không khó để lý giải.
trong Hoàng Đế Nội Kinh có viết: ngũ tạng, tâm tàn thần, phế tàn phách, can tàn hồn, tỳ tàn ý, thận tàn tinh trí. Về phương diện y học, đạo gia có việc kiểm soát năng lượng vô hình như tính tức, tư tưởng, ý thức, cảm xúc, tình cảm, tinh thần của trí huệ, gọi là hồn. Kiểm soát thân thể hữu hình ảnh hưởng tới hầu hết rất nhiều các bản năng như tri giác, đói khát, nhu cầu, lạnh ấm, bài tiết, được gọi là phách. Vậy ba hồn bảy phách có nghĩa là gì? Ba hồn là gì? Theo cổ nhân nhìn nhận, ba hồn bảy phách rất quan trọng, mất đi cái nào cũng không được, nếu không dù người vẫn còn sống thì cũng chỉ là cái xác biết đi. Trong cuốn Vân Cấp Thấp Thiêm của đạo giáo có ghi một câu: con người có ba hồn là thai quan, sản linh, u tinh. Ba hồn này tạo nên bộ phận thần của con người. Thai quan trong ba hồn được gọi là hồn quan trọng nhất. Đạo gia gọi thai quan là nguyên thần, nếu không có nó, con người sẽ chết. 23 năm trước, khoa học hiện đại quyết định tiêu chuẩn tử vong của con người là nhịp đập và hô hấp. Nếu cả nhịp đập và hô hấp của một người đều ngừng, thì người đó được coi là đã chết. Nhưng sau này, các bác sĩ lại phát hiện rằng dù nhịp đập và hô hấp đều ngưng, nhưng vẫn có bệnh nhân được cứu sống trở lại. Vì vậy, sau đó Tây y thay đổi tiêu chuẩn xác định tử vong là não chết. Bệnh nhân bị chết não thì dù tim vẫn đập, vẫn có huyết áp, thân nhiệt vẫn bình thường, nhờ máy trợ thở vẫn có thể hô hấp, nhưng những dấu hiệu này không đại biểu cho việc sinh mệnh vẫn còn sống. Tuy nhiên, Đông y cổ đại lại có cách nhìn khác. Trước tiên, họ cần xem thần của người đó có còn không, chính là thai quan còn hay không. Để nhìn được thì cần phải là người tu đạo. Họ được mở thiên nhãn nên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ ở tầng thâm sâu. Đông y cổ đại cho rằng sau khi một người mất thần, dù thân thể người đó vẫn đang đi lại, ăn uống thì vẫn là đã chết. Sản linh trong ba hồn, chữ linh có phần dưới là chữ vu, ở giữa là ba chữ khẩu, có nghĩa là thông qua niệm thần chú để giao tiếp với trời đất. Nghi thức này được người xưa gọi là chúc do. Cổ nhân cầu khấn trời mưa, niệm chú để giao tiếp với trời đất, và trời đổ mưa xuống thì gọi là linh. Ngày nay chúng ta hay nói chúc bạn sinh nhật vui vẻ hay chúc phúc, thật ra chính là trùng hợp với chữ chúc trong thuật chúc do của cổ đại và có tác dụng củng cố vững chắc sản linh. Còn sản trong chữ sản linh có ý nghĩa là sảng khoái. Nhiều người có khả năng tính nhẩm, chỉ cần nói với họ một ngày tùy ý, họ có thể nói cho bạn biết hôm đó là ngày thứ mấy. Đây là một bản năng thiên phú. Sản linh quyết định sự thông minh, khôn ngoan và phản ứng nhanh chậm của một người. Có những trẻ em sinh ra đã rất nhanh nhẹn, điều này đến từ sản linh. Hồn thứ ba trong ba hồn của con người là u tinh. Nó quyết định một người sẽ yêu ai. Khi một người thất tình, không khởi tinh thần lên, gọi là đau khổ hao tổn tinh thần, hay đau khổ như người mất hồn, hụt hẫng như người mất hồn, đây đều là chỉ về cái hồn u tinh. Khi cái hồn này bị tiêu hao quá mức cũng sẽ ảnh hưởng tới thai quan, khiến cho tổn thọ. Trong ba hồn này của con người, đặc biệt là thai quan vốn tỏa sáng khắp toàn thân thể, sau khi con người ngủ nó sẽ mờ đi, nhưng lúc đó phách sẽ hoạt động. Bảy phách là gì? Đông y cho rằng bảy phách và sức khỏe của con người có mối quan hệ mật thiết. Bảy phách gồm có thi cẩu, phục thủy, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế. Đối ứng với các cảm xúc là niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn, sự sợ hãi, tình yêu, cái ác và ham muốn. Bảy phách tồn tại trong vật chất, vì vậy khi thân thể con người chết đi, bảy phách cũng tiêu mất theo. Trong đó, thi cẩu là phách làm chủ hệ thống thần kinh. Cẩu là chó canh nhà và rất cảnh giác. Đây là thể hiện cho khả năng cảnh giác. Một người dù đã ngủ rồi, vẫn nhận thức được môi trường xung quanh. Đây chính là khả năng dự phòng cảnh giác của thân thể trong giấc ngủ. Do đó, có người không cần chuông báo thức, chỉ cần trước khi ngủ nói với bản thân, ngày mai 6 giờ phải dậy, thì sáng hôm sau họ sẽ tỉnh dậy đúng giờ. Đây chính là phách của họ khởi tác dụng. Phục thủy là phách kiểm soát đại tạ, tước âm là phách chi phối hệ thống sinh sản. Tiếp theo, thôn tặc, phi độc và trừ uế giống như có thể hình thành một chuỗi.
thông tặc chính là ngày nay gọi là khả năng miễn dịch. Buổi tối nó có thể giúp tiêu trừ hư tà, tặc phong, vi sinh vật, đồng thời giúp thân thể tiêu trừ các vật chất có hại. Còn chữ độc trong phách phi độc có nghĩa là kết lại, đem khí và thần kết lại ở một điểm gọi là độc. Phi độc nghĩa là không tụ lại cùng. Khi ngủ say, phi độc sẽ tiêu tán những chất độc gây rối trong cơ thể, dù chúng là độc nóng hay lạnh. Sau khi chúng tiêu đi, thôn tặc tới thôn tính chúng, rồi trừ uế tới loại bỏ nó. Vì vậy trừ uế là phách làm chủ tiêu hóa. Uế là vật phế mà thân thể đại tạ sinh ra. Cái tên của nó chỉ ra là chúng ta loại trừ các chất phế bỏ của thân thể trong tân trần đại tạ. Cuối cùng, phách xú phế quản lý hệ thống hô hấp. Sau khi hiểu về ba hồn bảy phách, chúng ta hãy trở lại với các trường hợp phân thân linh hồn, và dường như chúng ta không còn khó hiểu. Dù là cô Sage, tổng thống Lincoln hay nữ hoàng Catherine đệ nhị, khi xuất hiện phân thân, họ đều rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đặc biệt là cô Sage, khi phân thân xuất hiện, cử động của cô trở nên chậm lại, hơn nữa còn yếu ớt không có sức lực. Phải chăng một bộ phận nào đó trong hồn phách rời khỏi thân thể và còn bị người khác nhìn thấy? Nếu một người mà hồn phách tiêu tán thì thực sự người đó đã chết. Nếu phân thân linh hồn thực sự là phần trong ba hồn của con người, vậy chúng ta có thể hiểu tại sao một số người sau khi nhìn thấy phân thân của bản thân không lâu sau đã qua đời, rất có thể do hồn của họ không quay trở lại. Trường hợp cô Sage có thể khá đặc biệt vì cô đã chuyển trường 19 lần cho thấy hiện tượng phân thân đã xảy ra trong thời gian dài. Hơn nữa, phân thân linh hồn của cô dường như sinh ra là do ám ảnh của cô. Khi Sage lo lắng trong lớp không có giáo viên, các em học sinh sẽ nghịch ngợm, thì kết quả là phân thân của cô đã xuất hiện ở trong phòng học. Có thể thấy, một người nghĩ quá nhiều về điều gì đó, hồn sẽ đi về nơi đó. Tuy nhiên cũng có trường hợp người phân thân hoàn toàn chủ động và ý thức được việc phân thân của mình mà không có bất kỳ tác hại nào đến với họ. Đây là một loại công năng mà chỉ những người tu luyện mới có. Vào thời cổ đại, trường hợp này xuất hiện rất nhiều. Thuật phân thân. Trương Đạo Lăng là nhà sáng lập phái Thiên Sư của thời Đông Hán. Ông dốc tâm tu luyện, dũng mãnh tinh tấn. Trong 10 năm ông đã tu thành đạo quả. Trong cuốn Thần Tiên Truyện của các hồn thời Tây Tấn có ghi chép hơn 100 câu chuyện của các vị thần tiên, trong đó có đề cập tới việc Trương Đạo Lăng có thể phân thân thành hơn chục người. Có chuyện rằng trước cửa nhà Trương Đạo Lăng có một hồ nước, ông thường chèo thuyền dạo chơi ở đây. Một lần khách của ông đứng chật khắp sân, ông liền phân thân thành một phiên bản của mình tới để đón tiếp khách, còn bản thân ông thực sự đang rong chơi ở hồ nước. Trường hợp của Trương Đạo Lăng hoàn toàn khác với những nhân vật kể trên như Catherine đệ nhị, Tổng thống Lincoln hay cô Sage. Những trường hợp đó, mặc dù cũng phân thân nhưng họ không hề chủ động được việc đó. Nó không phải là một loại năng lực, nên hầu hết họ đều qua đời sau khi nhìn thấy hồn phách của mình. Còn trường hợp cô Sage, mặc dù nó thường xuyên xuất hiện và cô cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô cũng không thể tùy ý kiểm soát được nó. Vì vậy, chỉ có thể nói, nó là thứ thuộc về linh hồn của cô hơn là thuộc phân thân.